Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hai dân biểu đảng Dân Chủ Mỹ điều tra về cáo buộc Nga sử dụng mạng Starlink của tỷ phú Elon Musk. Ngày 8 tháng 3, VOA tiếng Việt loan tin, đảng Dân Chủ ở Hạ viện Mỹ điều tra cáo buộc Nga sử dụng mạng Starlink. Theo đó, các thành viên đảng Dân Chủ ở Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu SpaceX có làm đủ để ngăn Nga sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho cuộc chiến xâm lược Ukraine hay không hai nhà lập pháp Mỹ cho biết ngày 7 tháng 3. VOA đề cập đến một lá thư gửi SpaceX, trong đó hai đảng viên đảng Dân Chủ cho biết cáo buộc của các quan chức tình báo Ukraine cho rằng việc lực lượng quân sự Nga sử dụng thiết bị đầu cuối của Stalin ở miền đông Ukraine là đáng báo động và cho rằng việc triển khai này có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cho biết, dân biểu Jamie Raskin và Robert Garcia viết trong thư gửi chủ tịch SpaceX Jenny Shockwell rằng việc Nga bị cáo buộc sử dụng sai mục đích các thiết bị đầu cuối Stalin bên ngoài biên giới được quốc tế công nhận của Nga, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Ukraine, tính mạng của người dân Ukraine và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. VOA cũng cho biết, Điện Kremlin phủ nhận việc quân đội Nga sử dụng Stalin, một công ty con của SpaceX, thuộc sở hữu của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Theo VOA, các thiết bị đầu cuối mà Stalin cung cấp kết nối Internet tốc độ cao được đưa vào hỗ trợ Ukraine sau khi Nga đưa quân xâm lược nước này vào tháng 2 năm 2022 và chứng tỏ được tầm quan trọng đối với hệ thống liên lạc trên chiến trường của Kiev. Vào tháng 2 vừa qua, các quan chức Ukraine cáo buộc rằng Nga đã mua các thiết bị đầu cuối từ các nước Ả Rập và đã triển khai chúng tại các khu vực mà Nga chiếm của Ukraine khi đã yêu cầu SpaceX ngăn chặn Moscow sử dụng chúng ở những khu vực bị Nga chiếm đóng. Và đây là hình vệ sinh Stalin của SpaceX. VOA dẫn tuyên bố của Stalin rằng họ không kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào với chính phủ hoặc quân đội Nga. Ông Elements trong một bài đăng trên X vào tháng trước nói rằng các thông tin cho rằng công ty đang bán thiết bị đầu cuối cho Nga là sai sự thật. Vẫn theo VOA, Cuộc điều tra của các nhà lập pháp Mỹ diễn ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang nỗ lực giúp Ukraine có thêm vũ khí và tài chính sau cuộc phản công thất bại của Kyiv vào mùa hè năm 2023 và sau khi lực lượng Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường. VOA cho biết thêm, trong bức thư đề ngày 6 tháng 3, các nhà lập pháp đảng Nhân Chủ đã yêu cầu SpaceX trả lời trước ngày 20 tháng 3. Được biết, tỷ phú Elon Musk đã triển khai và kích hoạt hàng ngàn thiết bị đầu cuối kết nối Internet vệ tinh Stalin với Ukraine, chỉ 2 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Việc này đã hỗ trợ đắc lực cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân Nga xâm lược. Và đây là hình tỷ phú Mỹ Elon Musk, ông chủ của SpaceX. Hệ thống này đã được sử dụng để điều phối hỏa lực pháo binh và vận hành máy bay không người lái của Ukraine. Đồng thời, các thiết bị này cũng cho phép các cuộc gọi Zoom từ chiến trường xa xôi của Ukraine. Hệ thống này thật sự quan trọng đối với người Ukraine khi mà hệ thống thông tin liên lạc cũ của Ukraine đã bị Nga tấn công và phá hủy trong cuộc chiến tranh. Trên thực tế, Nga đã bắt đầu cuộc chiến bằng việc tấn công vào hạ tầng thông tin mạng Internet cũ của Ukraine. Stalin giúp cho quân đội và người dân vùng chiến địa khôi phục liên lạc nhanh chóng chỉ với một trạm kết nối đầu cuối. Truyền thông quốc tế cũng cho hay đã có hơn 14.000 thiết bị đầu cuối hoạt động tại Ukraine. Cũng liên quan đến hệ thống Stalin, được biết Cuộc đàm phán giữa SpaceX và chính phủ Việt Nam về việc triển khai hệ thống này ở Việt Nam đã thất bại vào cuối năm 2023. Do đó, SpaceX đã dừng thí điểm sử dụng Starlink để dẫn đường cho máy bay không người lái của Việt Nam trên biển Đông và Vịnh Thái Lan. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hai dân biểu Đảng dân chủ Mỹ điều tra về cáo buộc Nga sử dụng mạng Starlink của tỷ phú Elon Musk Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những người ngoài miệng ca ngợi đảng nhưng lại tìm mọi cách để ra đi. Ngày 5 tháng 3, Báo Tiếng Dân đăng bài bình luận về vụ cán bộ tòa án tỉnh Quảng Bình Đi Mỹ du lịch rồi bỏ trốn của nhà giáo Thái Hạo. Theo truyền thông nhà nước, vào tháng 11 năm 2023, bà B, cán bộ phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng thuộc tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã làm đơn xin nghỉ phép năm gửi tòa án này. Trong đơn, bà B xin nghỉ phép 12 ngày để qua Mỹ du lịch thăm người thân. Sau khi nhận đơn, tòa án tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tòa án nhân dân tối cao và được chấp thuận cho bà B nghỉ phép đúng với quy định. Tuy nhiên vẫn theo truyền thông nhà nước, hết thời hạn này, bà B không trở về đơn vị công tác, cũng không xin phép cơ quan mà ở lại Mỹ. Sau đó, người nhà đã đại diện bà B đến tòa án tỉnh Quảng Bình nộp đơn xin thôi việc cho bà. Ngày 4 tháng 3, tòa án tỉnh Quảng Bình xác nhận đã giải quyết đơn xin thôi việc từ gia đình bà theo nguyện vọng cá nhân của nữ cán bộ này. Như vậy, công luận chỉ biết đến vụ việc này sau khi tòa án Quảng Bình xác nhận đã cho bà B thôi việc. Và đây là hình bài bình luận trên báo Tiếng Dân của nhà giáo Thái Hạo. Thời báo chấm đê giới thiệu bài bình luận này của nhà giáo Thái Hạo về vụ việc này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Khi viết bài nêu lên thực trạng hay phê phán những bất cập, sai trái, tồn tại trong giáo dục và xã hội, tôi thường nhận được những cái còm của các bạn dư luận viên, thậm chí không phải dư luận viên, đại ý như vậy thì cút ra nước ngoài mà sống. Nay xin gửi các bạn một mẫu tin còn nóng trong vô số những tin cùng kiểu. Cho nghỉ việc, nữ cán bộ tòa án nghỉ phép qua Mỹ du lịch rồi không về. Các bạn thấy đó, chắc chắn bà cán bộ tòa án này chưa bao giờ phê phán điều gì trong xã hội Việt Nam mà bà đã sống. Ngược lại, có lẽ bà luôn ca ngợi trong các buổi họp cơ quan, trong các tế tệch đăng trên mạng xã hội. Thậm chí nếu có ai đó nói một điều gì theo hướng, rằng còn chỗ này xấu, chỗ kia sai, thì bà ấy có thể sẽ phê bình ngay và nếu đó là cấp dưới của bà, rất có thể bà sẽ mang ra kiểm điểm, uống nắng, ghim vào sổ lại dao động, là tự chuyển biến nọ kia. Và bây giờ nhìn xem bà ấy đã đi rồi, rời bỏ một nơi mà bà luôn nói rằng tốt đẹp nhất, đáng sống nhất để trốn sang nơi mà hàng ngày bà vẫn lên án. Thế đấy. Và đây là hình một căn biệt thự tại Mỹ mà Trang chân Dung quyền lực cho là thuộc sở hữu của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mua từ năm 2005. Những người đã kiên nhẫn và chịu nhiều phiền phức để nói lên những điều chưa tốt, chưa đúng, chưa hay trong xã hội mà mình sống, chỉ mong mọi thứ tốt đẹp hơn, để rồi chịu từ các bạn biết bao lời lẽ cay nghiệt cùng những soi xét hầm hè, thậm chí đe dọa, nhưng họ vẫn ở đây, cố gắng từng ngày để góp sức xây dựng quê hương. Thế mà họ bị chụp lên đầu biết bao nhiêu cái mũ như phản động, thù địch. Còn những kẻ ra còn những kẻ ra rã ca ngợi và luôn ca ngợi, sẵn sàng roi vọt lên bất cứ ai nói khác mình, thì đã âm thầm bỏ trốn tự khi nào. Chỉ cán bộ tòa án này chỉ là một ví dụ nhỏ thôi, cho làn sóng ngầm di cư của quan chức và gia đình họ sang các nước tư bản, từ du học, mua nhà, định cư mà báo chí nhà nước và diễn đàn quốc hội đã nêu công khai suốt bao nhiêu năm qua. Tôi không trách họ vì có người có quyền đi tìm nơi tốt lành để sinh sống. Chỉ có một điều khiến tôi không đồng ý là họ không thật lòng. Họ nói một đằng nhưng làm một nẻo và thật đáng thương. Trong khi họ đã đáp xuống một biệt thự sang trọng nào đó bên trời Tây, các bạn vẫn ở đây mà không hề hay biết gì, vẫn cặm cụi đọc những góp ý của những người nặng lòng với quê hương, chửi và bảo rằng cút ra nước ngoài mà sống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Những người ngoài miệng ca ngợi đảng, nhưng lại tìm mọi cách để ra đi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.